Bà cụ đẹp lão lắm. À đẹp lão lắm. Sáng giờ bà cụ đi chợ chưa? Hả? Sáng giờ bà đi chợ chưa? Không, không có đi. Mua ăn hộp nay rồi còn không để ăn thôi, không mua. Dạ. Yeah. À, có một mình mà đâu có ăn gì. Dạ, bà cụ vẽ chân mày hả? Ừ. Bà vẽ chân mày bằng cái vẽ chân mày hay là vẽ bằng cái gì nó, bà? Nó già rồi, nó không có. Không có chân mày. Ừ. Nó trắng luôn. À. Rồi bà cụ vẽ vô. Ừ. Mà bà cụ lấy cái cây vẽ chân mày vẽ hay là cái cây gì mà con thấy nó không ăn? Đâu có vẽ đâu, quẹt quẹt vậy thôi. Quẹt quẹt mà bà cụ lấy cái gì quẹt? Mình mua. À cây vẽ chân mày hả bà? Ừ. À nhưng mà tại lớn tuổi quá cái nó không, nó trơn cái mình vẽ để vô nó không ăn. Để cái mặt trắng tư của em không có được đâu. Dạ. Như là cái mặt con khỉ vậy. Dạ. Bà cụ vẽ chân mày. Không ngờ mình nha. Phải chữa tràng chứ. Không dạ. Chữa tràng coi đâu có dạ. Đâu. Cho nó sạch sẽ, nó mới, nó đẹp thế bà. Ừ. Đâu có để cũ kỹ được. À. Không có để cũ kỹ được. Quần cũng sạch sẽ nữa. Dạ. Giờ đâu. Con cũng giống như bà cụ vậy đó, con thích vậy đó. Gán làm. Dạ. Con người thì phải sạch sẽ. Dạ. Không nghe người ta nói á, nghèo rồi cho sạch, dắt thì cho thơm. Dạ. Rồi hồi đó mình không biết, mình nói nghèo thì sạch thì phải rồi, còn dắt làm cho mình thơm. Tết sắp đến á, bà cụ có định mua gì ăn Tết không? Không, không có mua gì hết á. Sao vậy bà? Thôi, ăn mì ăn bà vậy thôi. Con đến trao tiền cho bà ăn Tết. À. Dạ. Để bà mua đồ Tết để chuẩn bị ăn Tết cho vui. Có một mình không có ăn bao nhiêu đâu. Dạ. Dạ. Hai ông bà mà đi chụp hình tôi đem về coi. Ôi xấu quá xấu quá. Ở trên Hồng Ngự xuống cho đâu cũng chụp hình nói chứ. Rồi tôi nghĩ đừng có chụp xấu lắm. Nó không có xấu đâu. Đem về chỉnh người ta coi người ta khen. Đẹp, bà cụ quay lên ai cũng khen. Bà cụ đẹp nè mà vui tính nữa. Bà cụ cười rất là đẹp. Cười có duyên lắm. Bà cụ cười có duyên lắm. Hồi đó hả? Hồi đó găng rồi nó còn. Dạ. Rồi găng còn nguyên rồi chụp hình á. Dạ. Găng viên đó. Dạ. Được mình thấy cái này. Ồ, găng khển thế bà. Là găng khển thế bà. Của bà cụ vô đây bán nè, bán đồ ra đồ mũ ra. Ờ lát nữa chở ra. Bà cụ bán đồ mũ nữa hả? Cụ bán đồ mũ. Cái gì cũng vậy đó. Người ta khen là được chứ mình đừng khen mình. Dạ tự mình khen mình không hay. Mình biết mình sao mà mình khen. Dạ. Đâu có biết chụp cái hình ấy, thấy thì biết chứ ở ngoài như cô rồi cô lần ra cô thấy cô biết cái tướng làm sao. Dạ. Không biết. Dạ. Cái hình còn kìa, cô có thấy hình chưa? Thấy, con thấy hình của bà đẹp lắm. Nó hình đó hằng nhỏ nó quay phim nó đem về ở bên An Giang á. Dạ. Ở bên mấy ông ở bên đài ở bên thấy được quá. Ôi mua đồ cho tùm lum hết chứ. Dạ. Cho nào là sữa, nào là cà phê, mà sữa nhiều lắm. Dạ. Cái hộp sữa cao một chai, cái chai á. Dạ. Tưởng sao 40.000 á. Dạ. Một dạ. Chai. Dạ con thấy rồi, con thấy cái sữa đó. Mà nó đem nó cho đây á, hết thấy là 15 lốc. Dạ. Một lốc nó 6 chai. Dạ. Đó. Rồi tôi hỏi bao nhiêu chai vậy, cháu biết không? Nó nói không có nhiêu đâu, không có nhiêu đâu. Mà bây giờ với chợ người ta bán mình hỏi. Dạ. 40.000 ở gia có bị cao. Dạ. Nghèo này tiền ở đâu mua. Dạ. Ở bên mấy chú đã cho rằng già uống cho nó bổ. Để tôi vô tôi lấy cái chai. Dạ con thấy rồi, con thấy cái chai đó rồi. 40 hôm trước đó. Con đòi mua sữa đó rồi 40 bà đó. Bà không chịu cho nên con nói thôi để con đưa tiền nó cho bà cao vậy à? Con cho tiền cho bà để bà muốn mua gì bà mua. Bà cụ, rồi Tết nay con của bà cụ có về không? Có. Dạ. Nó có về nó thăm, bữa hộp. Dạ. Rồi nó về nó lo nhà cửa nó. Dạ. Ừ. Thường bữa mấy là con bà cụ mới về thăm bà cụ ăn Tết á. Con bà
mà nó gái thì 4 đứa, trai thì 3 đứa, mà có một thằng nó thăm thôi. Còn mấy cái người kia đó hồi nó đi nó ngủ, không đi. Dạ, hôm trước con thấy là có một người á, có một người con thất lạc của bà cụ đến tìm bà cụ á. Nó đi á, phải chi lên đây mà bả cho tiền mình á, thì mình đi, nghe không? Dạ. Con này lên này, sức tiền túi cho bả uổng. Để ở nhà mua ăn chứ hơn. Dạ. Bà cụ, hôm trước con có xem là thấy có người con thất lạc của bà cụ á, đến tìm bà cụ. Rồi bà cụ có định là về ở với chú đó không? Ở với con hả? Dạ. Không được đâu. Hôm đó nó có rước rồi, về dưới 2 năm. Về dưới nó cho ăn cơm không, không có tiền. Không, à. cái chú mà con mới ở ở đâu, ở miền ngoài, ở ngoài gì đây tìm bà cụ á. À, có. Rồi bà cụ có định về sống với chú đó không? Nó định qua Tết rồi nó rước. Mà tôi giờ kỹ không muốn đi. Sao vậy bà? Mình ở một mình muốn ăn cái gì ăn, không ai dạy. Còn mình ở với con mình mua như vậy, nó không có giờ bụng. Dạ. Bà cụ sợ vậy cho nên bà cụ không chỉ không thích muốn sống một mình. Mà nó năn nỉ. Nó năn nỉ. Tội nghiệp chú. Giờ ở đây già ghét rồi. Ai nuôi? Dạ đúng rồi bà cụ. Hay là bà cụ về nhà ở nhà chú cho chú nuôi. Bà, tôi không biết làm sao suy nghĩ giờ. Chứ bà, nghĩ không được. Bà cụ sống một mình á, lúc nửa đêm đau ốm bệnh hoạn đó rồi ai lo? Đau thì ở đây đau có bác sĩ đi xuống chết thương. Nhưng mà nửa đêm á, ban đêm đau một mình người ta không hay á. Mũi cái nào hết đau. Chết hôm đó đau rồi lấy xuống dưới chiều đi xuống dưới chết hết 6 ngày hết rồi. Dạ. Rồi không thẳng chừng nào nó đau để chết nữa. Dạ. Và có thuốc cũng như cây mà bỏ phân vậy. Dạ. Không sao đâu, trời nuôi, không có sao. Như vậy là bà quyết định sống một mình chứ không về. Bà quyết định sống ở đây một mình chứ không theo chú về nhà chú. Không biết tính sao bây giờ. Ở suy nghĩ không biết. Suy nghĩ hoài hả bà, không biết tính sao. Không phải, thì tôi hỏi ở nhà gì. Nó nói ở nhà tường mà vườn cà phê. Wow, vậy là chú cũng khá đó bà. Nghe nói vậy chứ mình cũng không biết. Tại vì bà cụ về ngoại cho chú lo. Và để bà sống anh một ở mình ở đây. Kêu đồng gì đó. Lâm Đồng phải không? Lâm Đồng. Lâm Đồng hay Lâm Đồng? Lâm Đồng. Dạ. Lâm Đồng này chắc ở gần Đà Lạt hả? Dạ gần Đà Lạt. Ở đó mát mẻ bà cụ ở. Tôi ở thoải mái đó bà cụ. Ở đó bà cụ ở thoải mái. Quá, vẫn áo lạnh. Ở đó lạnh bà cụ, xứ lạnh bà cụ, da bà cụ đẹp. Ở đó nó mát chứ nó lạnh thôi cũng không nhiều. Nó mát á, mà mát lạnh hơi thôi. Mà nghe nói á, người ta hồi đó con gái đâu đó với đường bà thì cái gió không phải nó mát đâu. Dạ nước da đẹp. Ở Đà Lạt là nó mát. Đẹp ngừ. Dạ nước da đẹp lắm. Ông có gì không chịu. Nó nói vậy đó. À vậy hả bà? Chứ tôi không có đi ngoài. Không có đi. Dạ. Có cái thằng đó ở dưới cả tàu á. Nó có con em với con của nó. Hai cô cháu mà cũng gần có chồng rồi. Rồi nó hỏi. Mà hai cô cháu nói hỏi nó giờ cho nó đi chơi Đà Lạt. Nghe không? Thằng đó nó không cho. Nó nói đừng có đi. Đà Lạt khó đi lắm. Bị lên đèo xuống đèo đó. Dạ. Nó không cho. Mà hai cô cháu cũng cãi đi. Đi thí gì chứ không phải. Xe lật rồi người ta ở đó, người ta đi đó rồi quen bà con về ta cho này. Ta nói bây giờ xe nó lật ở ngoài rồi. Hai người đó bị bệnh hết rồi. Đi ra đằng coi đem về ăn nuôi. Dạ. Thằng đó bỏ luôn. Dạ. Em nó cũng bỏ, bà con nó cũng bỏ luôn. Trời ơi, rồi, vậy hả bà? Chết hay đâu mất tiêu rồi. Dạ. Đó. Dạ. Đi chơi mà bây giờ chết bỏ luôn. Ôi ơi. Đại cãi á, cãi đi. Nó không cho. Nó nói lên đèo rồi xuống dốc về. Nó lật xe. Cái đó nó xui đó. Dạ xui. Mà ai biết cãi làm chi vậy không? Dạ. Thằng đó nó quen á. Mà nó cũng lớn tuổi rồi. Dạ.
làm gì có tiền mà cho. Dạ à. Dạ tiền của mạnh thường quân nước ngoài á bà à. Dạ tiền rồi để xài cái chú mừng ăn cũng cực khổ lắm. Cái này mấy chị mạnh thường quân ở nước ngoài làm có tiền cũng nhiều cho nên tặng cho bà cụ ăn Tết. Dạ ha. Con này nó lâu lâu nó lên nó cho 200-300 vậy à. Dạ nó cho cũng như người ở ngoài đường nó cũng hà tiện nó để ăn nó xài. Dạ yeah. Thôi tôi cũng không nói gì hết. Dạ yeah. Mình đâu có mừng cái gì cho nó nhờ. Dạ yeah. Nên nó cho nhiêu cho hơi kệ. Dạ yeah. Cảm ơn. Dạ yeah. Năm mới á con sắp bước qua năm mới á con chúc bà sống lâu trăm tuổi. Dạ yeah. Và yeah. Trẻ mãi không già. Đẹp hoài hoài luôn hết bà.